Chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại em đang ở vị trí là hẻm 156 Nguyễn Trung Ngạn nha quý vị, thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị và các bạn mình một ngôi nhà mình ha. Nhà mình có là gì? Có là nhà trệt nha quý vị. Và có diện tích là chiều ngang là 4m5 và chiều dài là 25m ha. Thổ cư 100%. Và nhà mình có công năng sử dụng là một phòng khách và hai phòng ngủ, hai toilet và phòng thờ ha quý vị, và một bếp ha. Và trên đây là mình có một cái sân đậu xe ô tô nè. Đây mời quý vị ra tham quan cái đường hẻm 156 ha của Nguyễn Trung Ngạn nha quý vị. Hẻm mình là có đường lộ là 7m nha, và có lộ có cái lề là 3m ha. Đây là quang cảnh của cái đường hẻm 156 nè. Đây là khu dân cư rồi, rất là đông đúc nha quý vị. Cái hướng này là mình thông vô ngoài đường Nguyễn Trung Trực ha. Và từ vị trí ngôi nhà mình đó là bán kính 1,5 km, là bao gồm là có chợ Gạch Sỏi nha quý vị, và trung tâm thương mại Phú Cường nè. Đây là vị trí ngôi nhà mình nè ha. Nhà mình có cái lộ là 7m nha, và có cái lề là 3m. Rồi mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mình ha. Nhà mình được thiết kế là nhà trệt nha quý vị. Đây là mặt tiền của ngôi nhà mình nè. Trước mặt mình có một cái sân đậu xe ha, và có cái cổng rào 4 cánh nha. Nhà thiết kế rất là hiện đại nha quý vị. Nhà thì nhà mới 100% nha. Đây là không gian này để dành đậu xe ô tô vẫn được nha quý vị. Rồi mời quý vị vô tham quan phòng khách ha. Bước vô thì mình có một cái cổng chính là hai cánh nha. Cổng mình cổng nhôm sinh pha nha quý vị. Đây là không gian của cái phòng khách nè, rất là hiện đại ha. Đây là không gian của cái phòng khách mình nè. Phòng khách mình chính giữa có thiết kế cái đèn chùm nha quý vị, và có thiết kế đèn trần ha. Trần thì trần la phong thật cao ha, còn có đèn âm trần ha. Đây mình bước vô mình có hành lang đường đi nè. Hành lang đường đi mình cũng 1m2 nha quý vị, rất là rộng rãi, thoáng mát ha. Hành lang đường đi mình có đèn âm trần và la phong thật cao nha quý vị. Rồi bước vô mình có một cái không gian của phòng ngủ số 1 nè. Đây là không gian của phòng ngủ số 1 nè. Phòng ngủ số 1 mình là cửa gỗ nha. Đây là không gian của phòng ngủ số 1 nè. Phòng ngủ số 1 mình có toilet trong nha, rất là hiện đại nha quý vị. Còn trần nhà thì được đóng là phong thạch cao ha. Và đèn là đèn âm trần ha. Đây bước vô là mình có một cái toilet trong ha. Đây là không gian của cái toilet nè. Có vòi tắm ha. Lavabo bằng cầu hàn rất là cao cấp nha quý vị. Đây có kính nè ha. Còn gạch thì được ốp tới trần nhà ha. Còn cửa toilet thì cửa nhôm sinh pha luôn nha quý vị. Bên đây mình có một cái cửa phòng nè, lấy gió ra ha. Mở cửa mình lấy gió vô. Có rèm cửa rồi nè, rất là đẹp ha. Rồi bước tiếp thì mình có một cái không gian của phòng ngủ số 2 nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nè. Phòng ngủ số 2 thì cửa cũng là cửa gỗ luôn nha. Phòng ngủ số 2 cũng rất là rộng ha. Số 2 thì cũng giống như phòng ngủ số 1. Trần thì trần là không thật cao ha, và đèn thì đèn âm trần. Ở bên đây mình có cái cửa sổ lấy gió vô ha. Cửa sổ này cũng cửa nhôm sinh pha luôn nha quý vị. Có đèn cửa ha. Bước tiếp thì mình có một cái không gian của cái bếp ha. Đây là không gian của cái bếp nè. Ở đây thì mình có một cái toilet nữa ha. Đây là không gian của cái toilet số 2 nè. Có lavabo bằng cầu rồi ha.
kính ha. Có giò sen tắm đứng nha quý vị. Còn cửa toilet thì cửa nhôm sinh pha luôn nha quý vị. Nhà rất là hiện đại ha. Còn gạch thì được ốp tới trần nhà nha. Đây thì trần nhà thì đèn âm trần ha. Trần la bông đặt cao. Đây thì mình có một cái không gian của cái bếp này. Rất là hiện đại ha. Đây có tivi, ở đây có tủ lạnh nè. Máy giặt ha. Có bàn ăn đồ đầy đủ nè. Đây là không gian của cái bếp ha. Bếp rất là hiện đại nha quý vị. Còn cái trần nhà thì được đóng la bông thạch cao ha. Và có đèn âm trần. Nhà thì đang được chào bán với giá là 1 tỷ 690 triệu nha quý vị. Xem cái bếp rất là đẹp nha quý vị. Rất là hiện đại. Còn bước tiếp thì mình có một cái sân phơi ha. Đây là không gian của cái sân phơi nè. Sân phơi thì mình làm đồ ăn gì đó. Sân phơi mình cũng được 2 mét rưỡi nha quý vị. Mở cửa lấy gió vô rất là mát ha. Đây em quay từ ngoài sau ra ngoài trước cho quý vị dễ hình dung ha. Đây là mình có một cái toilet nè. Và bước ra thì mình có một phòng ngủ số 2 ha. Nhà rất là hiện đại ha. Và bước tiếp thì mình có một phòng ngủ số 1 nè. Và ở đây thì là một cái phòng khách ha. Rồi quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân.